Chào mọi người trở lại kênh của mình nha. Ngày hổm gài quay là 5.000, 10.000, 20.000, toàn là lỗ không à. Ngày hôm nay quyết định chơi đầu tư lớn luôn. Đầu tư nhiêu để thi cho bà bán cá dạo luôn Quy. 50. Đâu, đưa 50 đàng hoàng, đừng có nhúng nè. Rồi, bây giờ liệu 50 này có thắng nổi bà bán cá dạo không? Mới đi hớt tóc, biết đâu đổi đời. Rồi luôn, vô tham gia chơi coi. Bạn, trước khi quay mình kiểm tra ngày hôm nay có gì mới không? Coi có ý. Ốc phượng hồn cũng y cũ mà ta để ông vô cho nó ấy hả? Nè. Cũng đẹp chứ không? Nè phải là cái này là riêu chứ không phải là rong. Riêu. Nè nó có con bự này đã ghê luôn nè. Ê, tôi thấy là con này như là ta ăn được luôn á mà ta cái càng á. Ở trên tay mấy người sinh tồn mà ăn cái này nè. Lấy càng nè. Ô vô tự chọn luôn kìa. Ô ta quay vô tự chọn luôn kìa. 3.000 cái tự chọn à. Ngoài ra thì còn có hấp môn. Hấp môn đỏ, hấp môn red á. Này, bình tích, chân châu, hụt lụ. Có con cá, cái gì mà cam cam đó. Tai tượng. Cái tượng châu Phi hả? Chứ đâu được cá tai tượng mình chứ. Rồi bây giờ là 50 ngàn quay được bao nhiêu vòng? 15 vòng. Có 45 ngàn mà, 17 vòng. Rồi cho 17 vòng luôn. Quay 17 vòng phải không? Lụm bà luôn. Rồi, 17 vòng. Từ từ đi. Để tôi... Rồi quay luôn, quay vòng đầu tiên Quy ơi. Quay nè, đấu 17 vòng với bà nè. Rồi. Cái gì tự? Thức ăn rồi, một bịch thức ăn. Rồi. Cái gì đây? 33, một con 33 luôn. Con 33 là nhiêu? Từ từ Quy, khoan từ từ con. Có 33 là được nhiêu ta? 33 là 10.000, quay hai cái này là quầy vốn đúng không? Lời 3.000, 4.000 đúng không? Rồi rồi, được một con 33, tiếp tục quay tiếp đi bạn Huy. Bữa nay là đi hớt tóc biết đâu may mắn nè. Không ra là cá nãy nhà cũng nhiều lắm đó. Cái gì nữa? Thức ăn luôn. 3 vòng. Rồi tiếp tục đi Huy. Mém nữa chúng tự chọn lấy bình nước cho chuột. Này, cái gì đây? Bảy màu rồi, tiếp tục bảy màu. Năm vòng luôn. Thức ăn nữa. Ăn từ từ mấy vòng rồi? Năm vòng rồi. Để chú thử một vòng coi Quy. Quy quay ấy quá đi. Thử từ từ nghe. Đấy mình vòng. Tại vì hết thức ăn rồi. 6 vòng luôn. Cái gì đây? 33 nữa. Hai con 33 luôn. Khoan nghe Quy để đây nè. Các bạn ơi, hết 33 là không chịu nghe. Đâu 33 đâu? Ủa hết 33 luôn thấy gì rồi con Quy ơi. Ủa nãy giờ ai trúng đâu nhiều vậy? Đây nó trúng với nó mù không biết nữa. 33 đổi con ba gì? Quy ơi. Ba đuôi bự nghe. Ờ này con đây thì có con nào bự nhất thì bắt con đó. Bây giờ đổi con ốc được phải không? Ốc nhỏ. Ốc nhỏ được đó. Ốc bưng hồn hả Quy? Rồi, rồi ốc con. Rồi kiếm gì để ốc riêng đi. 6 vòng để chú quay, chú đang hên chú quay cái nữa coi. Ngồi xuống đàng hoàng đi, đứng chổng vậy con. Quy hớt tóc xong tăng 10% may mắn luôn. Tự thức ăn luôn. 7 vòng tới con quay đó Quy. 8 vòng. Tự cánh bơm. 8 vòng mà con cái nữa quay tiếp tục Quy ơi. 9 vòng. Cái gì đây? Bình Tết luôn. 9 vòng phải không? Tí để chú vô quay 1 vòng coi. Rồi tự chọn chắc luôn. 33 nữa. Ý. Lấy con ốc nữa. À, ốc ở màu khác cho nó. À, 10 vòng rồi đó. 10 vòng rồi đó, còn 7 vòng đó đâu điếm. 1 vòng. Con bự nhất ta đấu cho đâu mà con bự nhất. Bự nhất là đấu được phải không? Bự nhất là 5.000 mới được phải không? 3 đôi. Rồi quay đi con. Rồi, tới chú quay phụ nha Quy. Có con nó làm đi. 2. Ý thức ăn là 4-3 bốn bịch thức ăn đúng không?
Con này là gần 2 vòng phải không? 2 vòng. Hết rồi. Hết rồi, cố lên. Tự. Cánh bơm. Tới quay, tới quay. Nãy giờ nó xếp xếp rồi mà. Dầm thứ này là dầm thứ tư. Số gì đây? Số gì đây? Thức ăn luôn. Rồi tiếp tục đi quay. Thôi bà để con ba riêng với lại con mấy con cá đó riêng giùm em nha, để em tặng cho mấy đứa bé thức ăn nữa kìa. Rồi còn hai vòng nữa đó. Hai vòng, chúng vòng con vòng nghe, chơi không? Chị tôi quay vô hàng ngon không à, hàng nóng không à. Vậy. Con kìa kìa kìa. Còn tết, còn vòng cuối cùng Quy. Ném chúng bà. Mạnh lên Quy, hết lóc luôn. Hết lóc bình sinh luôn. Mạnh với chúng tự chọn. Cái gì đây, cái gì đây, tới 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 tới, bà biết trước cánh bồm luôn trời. Rồi đâu vậy là 2 chúng được 2, 4, 6, 8 con cá, 8, 9 8 con cá, thiếu 6 bịch thức ăn, thiếu 6 bịch thức ăn. Ừ, lôi đưa cho ok luôn. Đâu qua đây coi thử rồi coi, coi lỗ hay lỗ hay lời đây. 6 bịch thức ăn coi như là lỗ trắng 6 bịch đó đi. Cá này cho con 2.000 đi. Cánh bồm ta 5.000 đó ông. Cánh bồm 5.000 chứ trời. Trời, tôi bán 5.000, hôm nay con chúng này là 10.000 nè, 15.000, 20.000. 20.000 này nó 29.000, 31.000 nó một cá quá là 31.000 tính 30. 31.000 cái này là nhiêu nữa? Cái là 6 thì 61.000 hả? Ừ. Ghê vậy. Lời 11.000 hả? Lời lời. Ba nhiêu bọc nó cái bọc, cái bọc này bọc mũ nó dạ. Nó bị dạ kiến chứ phải nó bự. Đây là tổng cộng là bà nói là mình lời được 11.000. Là bà tính giá lẻ đó phải không? Bán tại gian vậy đó. Rồi cầm đi con trai. Con am buộc ốc rồi, để ốc quần hồng đàng hoàng luôn đi. Rồi. Giờ mua gì lửa đi coi xíu. Cái là đồ nghề mới trở đi nè mọi người, ngày nào cũng tốn tiền với bạn này hết trơn. Quay không ra lỗ không à. Tao phướng nữa, tao đổi ngày khác tao lên tao bán nữa nha. Rồi con lại quay quay. Và bà đổi cái gì? Gấu bông hả? Tao đổi gấu bán đồ chơi để nhà kia hết ta đó chị. Này là cá này 20.000 hả? Ừ. Cũng được rồi, cá phướng cái gì cũng được rồi. Là con. Đó là hấp môn. Lấy bình nước đi. Nó bình nước cho chuột. Tặng cho chú BCT. Chú BCT cho qua quay lại 2 vòng. Đổi hả? Ví dụ chúng cho chúng chơi phải không? Mình chúng mình được đổi lên luôn. Chúng được tự chọn đổi lên 3 vòng gì đó. Vậy là lời nữa ha. Dễ mình không chịu đâu. Đây là chủ yếu là hồi đó sao cá thấy cá beta nhiều quá giờ bu. Mình quay số mình cho mấy con cá kia mà cá kia quay số thì lỗ hả? Ba, sao mà nuôi mấy nào? Ba. Nuôi bình thường mà. Ốc nè. Ba nó ăn cá không? Ba nó ăn cá hả? Dạ. Nuôi ba không? Ba này đổi được chai nước không? Không. Đổi đi trời, lỗ à. Ba nhớ ba không đổi nha. Mà tôi kiếm gì tôi mua sỉ lố vậy. Nè, bắt được ốc này mới ngon nè. Ba bự để được con nhỏ. Ba nhỏ đây được con bự. Này nó ăn dưa leo hả? Ăn dưa leo ăn cơm. Tính ra là mấy con ốc mượn hồ mà nó ở biển mà ta. Không biết nó đâu chứ đi đảo mà cứ bắt thấy. Đúng rồi đó. Ba sao nó chọn con này? Con nào cũng vậy quý ơi. Nè lấy cái con này nó đặc biệt. Quan trọng á là cái con ở bên trong á, cái con bên ngoài là nó đi mượn vỏ của người ta nó ở. Anh tính anh chút tự chọn mà anh tính không biết lấy gì hả? Nên là hôm nay thì ở đây cũng có một số cá hấp mùn nè anh chị em. Mà dạo này ít rồi, vậy là ba ít beta đó, ba beta không. Cái sim luôn còn nhau hết trơn. Đó là hấp mùn này cũng đẹp nè. Giờ anh Đâm ơi quay vô chú quý quá. Nó quay về xong chưa chơi nó cũng bỏ à. Thiệt. Nó quay về chơi xong không biết nó kiếm người nó cho nữa. Nè, giống như mình vậy nè. Chút xíu gì tắm đi học giờ tại mới đi hết tóc. Còn trời 1 giờ thì 1 giờ rưỡi mới vô mà. Chủ nhà kế bên, bên. Rồi mọi người ơi, thôi bây giờ BCT xin kết thúc ở đây đi. Tổng kết lại là được 2 ốc mượn hồn. Nhẽ ra được tới 3 con 33 lên nè.
đó cho bà thiếu ba ba kìa, bà đổ nước vô nó bò ra kìa. Nó ăn riêu hả ta? Nè, mình nói với lại một bọc cá kia thôi, mình đi về. Thôi chào tạm biệt mọi người luôn nha mọi người. Nên mình đổ hết rồi.